màu xe xanh của những cái dòng xe Contai là một cái màu mà được khách hàng mình lựa chọn nhiều nhất nè. Thì hôm nay là Loan đã để lên bục một cái em xe Assetto 155 màu xanh sơn nha mọi người. Cái này thiết kế thì cũng khá là ok nha. Màu xanh nhưng mà nhìn rất là mát mắt mọi người. Nhìn cái em xanh này không bị chói nha. Màu rất là êm. Em này sẽ ra màu xanh đen cho cả nhà mình luôn ha. Thiết kế ở trước này mọi người. Bây giờ hàng Loan là chuyên xe sơn, mỗi em là thiết kế một mẫu ha, không có em nào giống em nào hết mọi người. Thiết kế hoàn toàn khác nhau ha. Để mà ở trước nè, ở cái mặt nạ phía trước này, cái mão này á, mọi người cũng có thể là để năm sinh, để số 6879, số nào mình thấy yêu thích á, hoặc là để một con số mà mình thấy nó may mắn đối với mình á, thì Loan sẽ hỗ trợ, và đặc biệt có thể để tên của mình luôn nha. Đó, thì cứ liên hệ trước là sẽ hỗ trợ là đặt sơn theo nhu cầu, và mọi người an tâm là sẽ không phụ thu thêm chi phí nha. Chi phí những cái đặt sơn theo nhu cầu thì cũng chỉ bằng xe sơn tại cửa hàng thôi. Và thiết kế ở trước này mọi người thấy không, mỗi em có một cái thiết kế khác nhau ha. Mình thấy cái này thì nó có một cái sọc bạc nhỏ, nhưng mà màu chủ đạo chính của em là màu xanh, và trên là mũ đen hả, một chút xíu màu đen nữa, cà vẹt chỉ ra màu xanh đen thôi. Và đi xuống cái mặt cái đè trước này mọi người có một dòng chữ ha, chữ màu xanh này khá mát mắt đúng không? Không biết là trong video mọi người thấy cái màu xanh này nó dễ chịu lắm mọi người. Về phía bên hông xe này, thiết kế xanh trên nền đen ha. Nền đen xanh và có dòng chữ. Chữ này là nó thấy là màu bạc nha cả nhà. Bạc bóng á, HRC nè. Em này là phân khúc 155. Khóa chìa là cũng có, mà khóa smart key cũng có luôn nha. Racing code đó, mọi người thấy không? Em này là khóa smart key này cả nhà. Em có lên khóa smart key thì khi mọi người sử dụng khóa smart key là chắc chắn là phiên bản cao cấp rồi, thì sẽ có thêm một cái cổng sạc điện thoại cho mình nữa ha. Em mình đi chơi đi phượt đồ mình có thể là cắm sạc điện thoại hết pin bất cứ lúc nào thì mình có thể cắm sạc. Thì em xem là lên phụ kiện cũng khá là nhiều nha, mọi người cùng tham khảo nè. Nó có tay thắng này, tay thắng RCB này, tay thắng ở đây ha. Bao tay cũng cực kỳ là êm luôn, căn chỉnh theo lực tay của mình nhé. Rất là êm cả nhà. Bên cửa hàng Loan khi mà lên những cái đồ phụ kiện nó sẽ trả lại hoàn toàn đồ zin cho mọi người nhé. Này, có lên thêm ba ga này, bộ dàn chân của xe này, chống đổ xe, có cái phủ bên trong là cả nhà, bình dầu và Oppo. Có rất là nhiều, bên cửa hàng nó có lên mâm, đặc biệt em này có lên cái mâm nha mọi người. Cái mâm này nhìn ấy, cái mâm này là mâm sơn cá mọi người, kiểu như giả quang ha, màu xanh, giả não xanh chạy xuống mâm màu xanh luôn. Tất cả những cái đồ phụ kiện này thì bên cửa hàng nó có hỗ trợ nợ lại các biển số thanh toán ha. Em xe này hiện tại cả bên cửa hàng nó đang bán cho mọi người giá 43 là đã bao gồm tiền sơn ha. Nếu mọi người mua xe zin thì chỉ có 41 triệu thôi. Đó, rất là mềm luôn. Assetto hiện nay đang giá đang rất là tốt nha mọi người, cực kỳ ổn ha, trả trước 5 triệu. Nếu mà mọi người trả tầm 17 đến 18 là sẽ nhận ngay cả vẹt gốc liền tay luôn nha. Cầm cả vẹt gốc liền tay luôn. Trả 5 triệu là có thể lên hồ sơ và mang xe về trong ngày. Đó. Thì khi mọi người xem video của Loan liên hệ trước sẽ được hỗ trợ từ 1 đến 2 triệu đồng giảm trực tiếp vào giá xe. Thì bên cửa hàng Loan là chuyên những cái dòng xe sơn rất là đẹp. Bây giờ Loan sẽ dẫn mọi người đi thêm một số những cái mẫu Assetto 155 sơn 3D nữa nha. Đây cả nhà, siêu phẩm màu gì cũng có luôn ha. Nó có một em xanh xanh lục bảo nè. Cà vẹt em này sẽ ra màu xanh đen luôn. Cái này là xanh xanh đậm luôn đó mọi người, xanh lục đó. Đó. Thiết kế cực kỳ lạ mọi người thấy không? Để một cái số 39 nè. Và thiết kế ở trước rất là bắt mắt luôn. Chữ màu đỏ racing nè, viền trắng nè, như xanh nè, đen kết hợp với nhau nhìn nó rất là thể thao, rất là sport luôn ha. Và cái dè trước cũng thiết kế hoàn toàn khác luôn cả nhà. Không Loan thấy là bây giờ là mọi người xem cái video của em Loan nha, không thấy một cái mẫu xe nào giống mẫu nào hết trơn, nó thiết kế hoàn toàn độc lạ khác nhau. Và bên cạnh Loan có một em phiên bản sơn Repsol ha, màu chủ đạo ha là màu trắng và màu cam, kết hợp thêm màu đỏ nữa, đỏ đen nữa. Và đây Loan có một em màu này là đỏ bạc nè, 50 tầm khoảng 60 đỏ 40 bạc. Cái em này là thiết kế bạc nhiều hơn nè, gặp cho anh chị em mình thích cái màu nó hơi bí ẩn một chút xíu mà thiên màu đỏ ha, đỏ bạc màu nó cũng khá là đầm đó mọi người. Dưới đây là có một em màu đỏ tươi luôn, nếu mà anh chị em mình thích những cái mẫu nổi thì mình chọn ngay qua em này nè, đỏ cực kỳ tươi luôn này, đỏ bóng luôn nha cả nhà, đỏ bóng đỏ máu tươi đó. Đó, và có em màu vàng, thiết kế màu vàng này cũng khá là đẹp mọi người thấy không, racing ở trước và có để cái logo Yamaha ở trước nữa nè, cái vẹt ra màu vàng đen ha. Và đây là một em màu bestseller, mẫu mới ra của 2023 cả nhà, màu đen bóng. Em xe này thì hiện tại là cửa hàng nó chỉ đang bán với giá 41 thôi nha. Chưa hỗ trợ, mọi người lên mua xe liên hệ nó sẽ hỗ trợ thêm. Và dưới đây là hoàn toàn là siêu phẩm màu vàng không cả nhà ơi, màu vàng không à. Nhưng mà mọi người thích màu nào cũng có, là thiết kế màu vàng nhưng mà họa tiết nào cũng có nha, rất là bắt mắt luôn. Đây lại là số 39 cả nhà. Mặt nạ khác nha, mọi người nhìn xa xa thì thấy nó giống nhau đó, nhưng thực tế là soi kỹ từng chi tiết thì lại không giống nha. Mặt nạ của em này khác em không phải hoàn toàn này. 39 nè. Thiết kế 3D ha, vàng xong rồi xám, đen đó.
Và em là em Jean của mọi người. Bọn Jean thì cửa hàng nó chỉ bán giá 41 thôi nhá. Và dưới đây là có thêm 3 tông màu. Một em màu tím nè, tím iPhone ha. Và hồng baby, cũng như là em màu trắng nè, trắng đỏ. Cái em này trẻ lắm nha mọi người, trắng tinh nè, trắng ngọc trinh luôn, trắng tươi luôn ha. Thì được sơn theo phiên bản Movitas nè, rất là đẹp luôn. Bên cửa hàng Loan là chuyên độ màu. Nhưng mà những khách hàng đang xem video của em Loan thích những mẫu xe jean thì khách hàng cũng đừng có lo lắng ha. Bên cửa hàng Loan có đầy đủ tất cả những màu sơn, không thiếu bất cứ một màu xe jean nào nha. Từ phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản cao cấp, phiên bản giới hạn, phiên bản monster, phiên bản giới hạn 21-22. Và nói chung là thị trường đang còn mẫu nào thì cửa hàng nó có đầy đủ. Hiện tại nó sẽ báo giá tổng hợp chung. Exciter đang ở mức dao động nha, giá từ 41 cho đến 45 tùy phiên bản, cao nhất chỉ 45 thôi mọi người. Liên hệ trước là sẽ hỗ trợ xăng xe cho mọi người từ 1 đến 2 triệu đồng tùy dòng khi mà mọi người mua đó. Và đặc biệt là sẽ nhận rất là nhiều chương trình quà tặng hấp dẫn tại cửa hàng đang có ở tại cửa hàng nữa. Và hiện tại cửa hàng của Loan thì sẽ bảo hành, khi mà mọi người mua xe sơn thì bảo hành 1 năm, máy móc sẽ bảo hành 30.000 km hoặc 3 năm. Khi mà anh chị em mình thích những cái mẫu xe sơn tại cửa hàng nha, mình chỉ cần lên cửa hàng mua xe một lần. Rồi, tất cả biển số giấy tờ cả việc Loan sẽ gửi về nhà nó ở cho mình luôn. Mình không cần phải đi lại nhiều lần ha. Và bảo hành xe toàn quốc đó. Thì hiện tại cửa hàng của Loan đang ở Bình Dương. Mọi người đang ở khu vực nào thì nhanh tay kết bạn với Loan nha. Loan sẽ tư vấn nhiệt tình cho mọi người, đặt lịch khi mọi người lên mua xe để nhận ưu đãi cực lớn nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.